Ba ơi, bi thương ba yêu ba. Yêu con. Xin chào cô chú, xin chào các bạn, chào anh, chào chị, chào Yến Lan, xin chào các bạn yêu, xin chào các nhà yêu. Hôm nay ăn thịt ốc. Ăn thịt gì? Thịt bò. Thịt bò. Hôm nay ăn giò heo hàm thảo mộc. Hôm nay thịt giò heo hàm thảo mộc. Ừ. Nghe bị nói chuyện mệt luôn á cô chú ơi. Cả nhà ơi, xin chào cả nhà ơi. Xin chào. Cả nhà ơi, hôm nay mình ăn giò heo hầm thảo mộc. À, mình mua hai loại. Một loại không có cây và một loại sốt cây. Cái loại này cực kỳ ngon luôn, nhưng mà cũng cực kỳ cay luôn. Thật sự mà nói là ăn cái món cây này, sốt cây này nó sẽ ngon hơn cái này. Nhưng mà nếu mà ai không ăn cây được á thì khó ăn lắm, tại vì nó cay lắm, cay luôn. Mẹ bạn chế baby lấy ra thôi. Ừ. Để con ăn đi. Con ăn đi. Ăn cùng mình cả nhà ơi. Ngon. Chưa gì đã cay rồi đó. Đúng rồi. Nói xem. Ngon, ngon. Ừ, có tin được không? Đã chắc vậy mà nó không cay. Cay lắm. Nhưng mà ngon. Cay nhưng mà ngon Bi. Bi làm cay nè. Ba giờ bác. Cay cao quá. Nhìn cảnh sản đó. Nè là khi khơi cả. Thôi giờ không mày giờ đi chơi đi không không hạt à bao thuốc khô à bị ăn cái này cho có collagen nè, ăn cái này là tràn ngập collagen luôn nè. Ôi cay quá, cay quá. Nhưng mà cái này ngon. Cay nhưng mà ngon. Xem trang nào đi. Dọn cái này mà không thấy lấy đậu tương luôn. Cho xem trang sư của bốn mộc trắng rồi. Có đó đi có. Tất cả. Ừ. Trời. Bi là cho mẹ. Cay phải không? Bi á, còn bệnh Bi ăn cái này đi. Nha. Bi ăn không cay đi. Dạ, không cay non không. Ừ. Bi giống như hết bệnh này cả nhà, nhưng mà giống như mới hết thôi. Sợ. Sợ ăn ăn cay. Cô chú ơi, ngày mai chữ cá chữ hay quá. Mẹ bị thích đi chơi. Ngày mai hai đứa con gái lớn về cả nhà. Papa. Ừ. Thì chữ cá chữ hay quá. Ừ, nè. Chậu đem nguyên hộp luôn nè. 그래서 덜기 귀찮아서. Ồ. Ủa đứa này rồi sao ăn nè. Ừ. Chắc nhiều lắm kìa. Mẹ chắc nhỏ nhỏ quá trời đây nè Bi. Papa muốn hình chữ chữ mẹ. Dạ. Gần 2 tháng rồi. Ngày mai hai con gái mới về cả nhà. Bi mừng quá trời mừng luôn. Tại có người khẩu nghiệp á. Nói á. Nói mẹ không tốt. Giống như kiểu hôm bữa mình có đăng clip á. Nói mẹ ké. Cái nói mình nói mình chửi mẹ ké. Nói vậy đó. Nói vậy với con gái của mình á. Rồi con gái mình mới hiểu lầm mình. Rồi có không liên lạc 2 tháng nay luôn.
Mà trong clip đó mình vẫn để bình thường, có chửi đâu, có nói gì nhục mạ đâu, có chửi đâu. Mà nó nhảy ra nhà nó mình chửi. Trời, có nhiều người đó, cái miệng gắn độc lắm. Nó mình chửi. Cái này là bắp, bắp Mỹ. Cay chảy nước mũi luôn. Em 주세요. 주세요. Nè. Cảm ơn anh. Ừ. Rồi. Bà bị giống nít trong cả nhà. Giống nít cực kỳ luôn á. Thằng ghệ cái gạch thế. Sao vậy? Cái hành động đó mà hỏi sao dạ. Trả lời sao giờ? Cô chú anh thèm mua đồ bà. Cô chú ơi. Được cái. Hỏi bà bị giống nít không? Cà gớm lắm. Nghe tin hai con gái về cái là lật đật đi siêu thị để mua đồ làm gia vị sẵn hết trơn đó cả nhà. Ngày mai là nấu thôi à. Mẹ ơi. Ơi. Peppa Pig mẹ phụ thể đây. Hai. Không. Mẹ phụ thể cho. Ê ê. Mẹ Peppa Pig cho. Không được. Là bị phụ thể cho mẹ Peppa Pig đây. Nhưng mà không có. Bị mắc cỡ. Trời đất. Trời ơi, xưa giờ cái cục dây mắc cỡ mất tiêu rồi. Mà hôm nay á sao có cục dây mắc cỡ vậy? Mắc cỡ bị. Bị đâu biết mắc cỡ đâu. Vẫn từ đây là. Ai thắng là Bạch Tiết. Thắng là Bạch Tiết. Ok. Còn thắng là Phụ Thị. Ok. Ok. Nè. Một. Khoan. Mẹ ơi. Ê. Nè, làm. Con làm đi. Hả? One, two, three. Làm. Mẹ ơi, làm bốn cái. Thôi, một cái thôi. Không, bốn cái. Ba cái. Ok, ba cái. Một cái rồi ba cái là bốn cái hả? Hai cái nữa. Hai cái. Ừ. One, two, three. Yeah! Còn cái nữa. Ok. One, two, three. Ok. Mẹ phụ thế này vi bạch tí. Lém lĩnh lắm. Apa cho ni chứ xe. Lém cực kỳ. Mẹ phụ thế này mẹ. Nhanh túc túc đi. Túc túc. Và là ai vậy? Ta là người bán táo. Ta có trái táo ngon, muốn cho Bạch Tiết ăn. Bạch Tiết mở cửa ra được không? Dạ. Nè Bạch Tiết ăn đi Bạch Tiết. Cảm ơn. Cảm ơn bà. Ừ, ăn đi. À. Trời, chết ngã anh dài. Chết bà cười gì? Chết bà cười, không có cười. Chết mà không nhắm mắt nè. Gương kia ngự ở trên cao, ai là người đẹp nhất? Thưa hoàng hậu. Ai nói vậy? Chưa. Nha, chân mày vẫn tù tì rồi. Mẹ là thắng làm mẹ bà tí. Thôi, nghỉ chơi đi. Không. Y con. Ừ. Đã ăn đủ gù, xí xô. Lô đồ, đáng ghi hát à. Ok. Bà mình nói hôm qua á, thường thường là mình kêu ba hay giặt đồ hoặc là phơi đồ, mà hôm qua là mình chơi lô tô mình thua, mình không sai được cả ngày luôn á. Ba bi cười mà mình không nói gì hết nha, tại mình biết thân phận mà. Ba bi cứ nói trời, cả ngày thấy mình quần quật á mà không đúng sai, tại vì mình thua mà đâu đúng sai. Yeah. 로또는 엄마일까 아빠가 이길까? 천이 생각은 아빠. 그치? 네. 마미 먹게 해줄 거야. 네. 아빠.
Ai thắng? Mẹ. Nói tiếng Hàn với ba cho ba hiểu. Ba. Ừ. Dù có gì nhà mẹ ăn chân trên con kiến ổng mơ gầy gì có được không được. Chân ổng mơ thêm. Ấp ba hôn gia thêm. Ừ. Con. Đấy. Cầm sát thăng 2개. Nè. Đi. Sát thăng 2개 플러스 안캠. Nè. Nè. Mai mẹ chị gái chị hai đi chơi. Ok. 축하 차이가 다 사줄게 아빠. 네. 아. 아, 배불러. 응. 그만. 이따가 또 먹을래. 응. 신자 밤 믿고 줘 아빠 뜻해요. 하나의 난 거 허이점 팬리냐 버버. 자, 한 ăn gì nhanh tiêu nó sợ luôn á trời. Rồi hôm nay quay đến đây thôi cả nhà ơi, đăng ký kênh ủng hộ gia đình Cha Bánh Family nha. Bye bye.